Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Chủ động ứng phó với bão số 3 có cường độ lớn, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và tỉnh Hưng Yên. Đảm bảo quy hoạch xây dựng làng nghề tại huyện Yên Mỹ. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới. Thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động quan tâm giữ gìn ao hồ, tạo cảnh quan nông thôn. Tình hình an ninh trật tự và tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị các bạn, trước dự báo vào đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15. Từ ngày 7 tháng 9 có thể xuất hiện lượng mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão số 3 với các bộ, ngành và 13 tỉnh thành phố phía Bắc. Dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên với điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như với lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần tăng cường tin về diễn biến của bão tới người dân doanh nghiệp biết để chủ động kiểm tra rà soát trong các hoạt động sản xuất, trăng chống nhà cửa, thi công công trình nhằm phòng tránh thiệt hại khi bão số 3 và mưa lớn sau bão có thể xảy ra. Rà soát ngay các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ đã được phê duyệt để khi có tình huống chủ động xử lý. Kiểm tra những vị trí điểm ách tắc dòng chảy để giải tỏa, khơi thông, đảm bảo tiêu thoát nước. Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phương án phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng khi có yêu cầu. Thông báo kiểm tra hoạt động của các phương tiện giao thông, đặc biệt giao thông đường thủy, các bến đò khách ngang sông để đảm bảo an toàn phòng tránh khi có mưa bão và mưa lớn có thể xảy ra. Có các biện pháp kịp thời tạm dừng hoạt động đò ngang chở khách qua sông, các phương tiện chở vật liệu xây dựng trên đê. Các doanh nghiệp có các hoạt động khai thác khoáng sản, các bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên bãi sông. Kiểm tra các kênh trục, công trình thủy lợi, máy móc thiết bị các trạm bơm và rà soát, khơi thông dòng chảy, chủ động các phương án chống úng, sẵn sàng tháo gạt, bơm chống úng. Nhất là các khu vực thấp trũng và khu đô thị, khu công nghiệp, chủ động triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là trong tình huống bão đổ bộ và mưa lớn kéo dài gây lũ trên hệ thống sông, khẩn trương thu hoạch các loại cây rau màu, hoa quả đã đến kỳ thu hoạch. Đối với nuôi trồng thủy sản, chủ động thu hoạch khi đã đến kỳ thu hoạch, điều tiết nước trong các ao nuôi. Bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố công trình thủy lợi đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đê điều, đặc biệt những công trình chính quan trọng, những vị trí sung yếu, thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định. Chỉ đạo đôn đốc các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công xây dựng các công trình có liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động có phương án và đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công xây dựng và các công trình có liên quan. Trong khi ở một số nơi lợi dụng diện tích đất của khu làng nghề, người dân thay đổi mục đích sử dụng từ ý phân lô xây dựng nhà kiên cố trái phép gây bức xúc, thì tại khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, do thực hiện đúng quy hoạch và có biện pháp kiên quyết xử lý vi phạm khi mới phát sinh, nên không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở kiên cố. Ngay sau khi dự án khu làng nghề mới, thị trấn Yên Mỹ hoàn thành, gia đình ông Thắng thuê 410m² đất để xây dựng nhà xưởng chế biến gạo. Trước khi bàn giao đất, ông đã được đơn vị chủ đầu tư tuyên truyền giải thích và hiểu rõ về quy hoạch. Do vậy, 100% diện tích gia đình xây dựng nhà xưởng. Mục đích để chúng tôi mua để làm xưởng, để sản xuất, kinh doanh, chứ còn không phải là làm nhà ở. Thì gia đình nhà tôi cũng chấp hành, tôi cũng lắp ghép một cái nhà nhỏ để trông xưởng ở đây. Thuê hai lô đất tại khu làng nghề với tổng diện tích trên 1.000m², thực hiện theo đúng quy hoạch. Gia đình ông Thiện cũng xây dựng một xưởng sản xuất và một kho chứa hàng. Trong đó có sử dụng một phần diện tích trong khu nhà xưởng để làm nhà điều hành.
nhận thấy sản xuất gắn liền với sinh hoạt trong khu dân cư gây tiếng ồn, bụi bẩn và ách tắc giao thông. Từ năm 2020, thị trấn Yên Mỹ đã dành quỹ đất 9 hectare để xây dựng khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ. Do công ty cổ phần Ánh Qua làm chủ đầu tư, được hoàn thành hạ tầng vào năm 2022. Dự án có thời hạn thuê đất là 50 năm, với tổng 105 suất đất. Đến thời điểm hiện tại, có trên 40 hộ chuyên sản xuất ra khu làng nghề mới và tất cả các hộ đều thực hiện đúng quy định, chỉ xây dựng nhà xưởng trên diện tích được thuê. Có một trường hợp là có xây nhà kiên cố, ngay từ khi mới xây được đến cái tầng 1 thì chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ ngay. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền để cho bà con nắm được là cái mục đích sử dụng đất của làng nghề chỉ có làm nhà xưởng và phục vụ cho sản xuất. Đấy, trong nhà xưởng thì sẽ được xây nhà điều hành nhỏ để trông coi. Chủ động các biện pháp tuyên truyền, phát hiện, ngăn chặn sớm sai phạm đã giúp khu làng nghề mới thị trấn Yên Mỹ được triển khai đúng quy hoạch, vừa góp phần ổn định sản xuất, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian qua, nhiều hộ trồng nhãn tại xã Hàm Tử, huyện Khói Châu chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường, mạnh dạn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác. Điển hình là phương pháp ghép cải tạo giống nhãn chất lượng cao. Nhờ đó, sản phẩm nhãn quả tươi đạt chất lượng cao, có đầu ra thuận lợi, bán được giá và mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. Gia đình ông Quý gắn bó với cây nhãn Biển Thiết được hơn 30 năm nay. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, ông quyết định ghép cải tạo vườn nhãn có diện tích 5 sào sang giống nhãn chín sớm, đường phèn và nhãn ngọt. Ông cho cưa toàn bộ ngọn cây nhãn Biển Thiết để ghép các giống nhãn chất lượng cao. Từ đó, mỗi năm vườn nhãn gia đình ông cho thu từ 100 đến 150 triệu đồng. Thì hiệu quả nhất bây giờ là chuyển về nhãn sớm. Nhưng mà nhãn sớm thì tôi cách đây đã khoảng độ 20 năm tôi đã tuyển rồi nhưng đều không thành công. Không thành công lý do là nó khó ra quả. Và quả thì nó có năm thì nó lại đậu hoa hai nhiều, hoa hai nó bé cho nên doanh thu không cao. Cho nên mình phải tìm cái loại giống nào thật thuần chủng mà nó nhanh ra quả mà nó phải đậu hoa một bán làm sao được khoảng trước tháng 6 thì mới được nhiều tiền. Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Khoái Châu đang định hướng cho hộ trồng các giống nhãn quý, nhãn đặc sản như cùi cổ và đường phèn. Giá các giống nhãn này cao từ 70 đến 120 đồng một kg và được khách hàng ưa chuộng. Hợp tác xã cũng khuyến khích các thành viên mở rộng diện tích để bảo tồn và phát triển các giống nhãn quý. Cái nguyên nhân là cái nhãn là cái thứ nhất là cái số lượng nhãn rất nhiều. Từ xưa nay là mình đi sâu vào cái số lượng, những cái giống chất lượng thấp cho nên là nó rất là nhiều cho nên nó ùn ứ. Những năm được mùa thì nó lại mất giá, như năm nay là được giá thì lại mất mùa. Cho nên là cái một số bà con thì cũng chặt đi để làm giống mới, thì cũng một là trồng lại, hai ghép cải tạo. Hiện nay các diện tích trồng nhãn Biển Thiết ở huyện Khói Châu không nhiều vì cho năng suất chất lượng quả thấp, giá bán cũng không cao do thoái hóa và chín tập trung. Nhiều hộ trồng nhãn đã phá bỏ để trồng các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hoặc cải tạo lại ghép giống nhãn khác chất lượng, giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Cục thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai thông tin trên 1.800 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2024. Với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số nợ do Văn phòng Cục Thuế tỉnh quản lý gần 770 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có số nợ lớn là Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Hưng Yên nợ trên 288 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Thuận Phát nợ 88 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng nợ trên 59 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT tại tỉnh Hưng Yên, nhà máy ô tô Cửu Long nợ 37 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Hưng Yên nợ 29 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Quang Minh nợ 26 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát Aroma nợ 24 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường Minh khu dịch vụ vui chơi giải trí Hồ Thiên Đường nợ 23 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn Nam nợ 20 tỷ đồng. Số nợ do các chi cục thuế khu vực quản lý, khu vực tin lữ phù cử, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Bình Minh Việt Nam nợ 47 tỷ đồng, chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên Kim Động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Minh Phương nợ 14 tỷ đồng, Chi cục thuế khu vực Mỹ Hào Văn Lâm, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, công ty cổ phần nợ trên 6 tỷ đồng, Chi cục thuế khu vực Văn Giang Khoái Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xây dựng Bách Phương nợ trên 6,8 tỷ đồng, Chi cục thuế khu vực Yên Mỹ Ân Thi, công ty cổ phần xuất nhập khẩu US Vico nợ trên 6,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nợ thuế đã vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều 100 luật quản lý và điểm G khoản 1 điều 29 nghị định 126 của chính phủ. Thưa quý vị các bạn, ngày mai ngày 5 tháng 9 cùng với cả nước khoảng 340.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh Hưng Yên khai giảng năm học mới 2024-2025. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được các nhà trường hoàn tất, sẵn sàng bước vào năm học mới. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Minh Hải, huyện Văn Lâm đón trên 1.100 học sinh. Tại hai điểm trường, nhà trường đã bố trí đủ 30 phòng học văn hóa, 2 phòng tiếng Anh, 2 phòng tin học. Các phòng học đảm bảo ánh sáng, quạt mát, trang bị máy chiếu hoặc bảng thông minh. Ban giám hiệu nhà trường cũng có sự sắp xếp phân công giáo viên giảng dạy phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Nhà trường cũng đã sắp xếp ưu tiên, nhất là đối với môn tiếng Anh, tập trung vào khối lớp 3, khối lớp 4 và khối lớp 5, tìm được nguồn giáo viên dạy môn tiếng Anh và có đủ các điều kiện, có đủ năng lực cử các thầy cô là giáo viên bộ môn hoặc giáo viên văn hóa đi tham gia các lớp học để mà bồi dưỡng chứng chỉ tin học đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ giảng dạy. Năm học mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở tất cả các khối lớp. Kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông được tổ chức theo phương án mới, chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới. Sở Giáo dục Đào tạo đã tích cực phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban dân tỉnh bổ sung hơn 700 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Đến nay đã tuyển dụng được gần 500 giáo viên. Trong dịp hè, 100% cán bộ quản lý giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là những thầy cô được phân công giảng dạy khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Tập huấn, bồi dưỡng, nắm bắt chương trình tổng thể đến cấu trúc, sách giáo khoa, rồi đến nội dung, phương pháp của các môn học giảng dạy đối với khối lớp 5. Các thầy cô trong cái thời gian hè đã tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, thường xuyên trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp trong nhóm, trong tổ để có thể là nghiên cứu cái kế hoạch cũng như là từng bài học theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Song song với việc đảm bảo đội ngũ giáo viên, các điều kiện cơ sở vật chất được các địa phương, các nhà trường chú trọng. Hàng trăm phòng học, công trình vệ sinh, bếp ăn, công trình nước sạch đã được xây mới, cải tạo, sửa chữa, phục vụ việc dạy và học cho năm học mới. Các trường tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời, hạn chế để đảm bảo an toàn trường học. Ngay trong tháng 8 thì nhà trường đã tiến hành kiểm tra, tu bổ và sửa chữa những cái hạng mục cơ sở vật chất, rồi cắt tỉa lại hệ thống cây xanh để đảm bảo cho các em học sinh có một cái môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn. Vệ sinh trường lớp, khử trùng tất cả các đồ dùng đồ chơi cho các con, trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh, gần gũi, thân thiện đối với trẻ. Rất là nhiều địa phương đã đưa vào cái số phòng học khang trang đảm bảo điều kiện để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 an toàn theo cái quy định của phòng cháy chữa cháy. Trước thêm năm học mới, tất cả các địa phương đều dành những sự quan tâm tới vấn đề giáo dục, nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng dạy học, tạo một môi trường học tập vui tươi, lành mạnh cho tất cả các em học sinh. Trên cơ sở, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực được chuẩn bị chu đáo, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã sẵn sàng bước vào năm học mới với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nếu như tại nhiều địa phương, các hồ tự nhiên dần bị san lấp để thay thế bằng các công trình công cộng, nhà ở, thì tại thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, người dân cùng cấp ủy thôn quyết tâm gìn giữ, cải tạo, bảo vệ hệ thống ao làng để mang lại không gian tự nhiên, xanh mát của khu dân cư. Cách đây hơn 20 năm, quần thể di tích Đình Chùa, thôn Thanh Sầm được bao quanh bởi ba ao nhỏ. Không những gìn giữ được không gian này, người dân trong thôn còn cùng nhau góp công góp tiền, phá bỏ bờ để hợp nhất thành một hồ trung tâm.
Từ đó đến nay, mặt hồ vẫn giữ nguyên được diện tích mặt nước hơn 11.000 m2. Cùng với nguồn lực của địa phương, nhân dân trong thôn đóng góp hàng tỷ đồng để cải tạo, duy tu và kè bờ xung quanh hồ. Hồ này là gồm một cái ao quan của làng, thứ hai là một cái ao chùa, thứ ba là cái giếng. Thế thì thời kỳ hợp tác xã đấy thì là mới phá cái bờ giữa ao quan với hai cái ao trong này, phá cái bờ giữa ao chùa với cái giếng, tạo thành cái hồ như thế này. Từ đó đến nay thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, hồ rất đẹp. Bên cạnh hồ trung tâm, khu dân cư Thanh Sầm hiện vẫn còn giữ được 4 ao hồ điều hòa. Không gian quanh các hồ được trồng cây xanh bóng mát, lắp đặt ghế đá, đèn chiếu sáng, trồng hoa, tạo không gian sống trong lành và dễ chịu, trở thành điểm đến lý tưởng mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn của người dân thư giãn, tập luyện. Cây xanh rủ bóng mát như thế này, chiều đến là bà con chúng tôi ra đây vừa là đi bộ để thể dục và đồng thời là ngắm cảnh. Được sự quan tâm của nhà nước và cũng cùng chung tay đóng góp của cộng đồng quê hương, chúng tôi cũng đã kè xong cái khu vực bờ ao, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn các hồ ao xung quanh làng. Toàn bộ các hệ thống nước thải và các thứ này chúng tôi cũng đã ngắt bỏ. Từ việc bảo vệ và phát huy các giá trị ao hồ trong khu dân cư ở Thanh Sầm không những mang lại những lợi ích trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không gian sống trong lành tự nhiên của người dân. Trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Dương Anh đóng trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, chuyên về sản xuất suất ăn công nghiệp và học sinh, luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với trên 200 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn, mỗi ngày công ty cung cấp hàng chục nghìn suất ăn học sinh, suất ăn công nghiệp cho các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dịch vụ tiệc, cung cấp thực phẩm đóng hộp và thực phẩm tươi sống. Kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu chế biến, vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng, khẳng định chữ tín trên thị trường. Các sản phẩm tiêu biểu do công ty chế biến có thể kể đến là chả lụa, đậu hũ trắng, chả sụn, nem chua. Công ty luôn xác định công tác đào tạo, nâng cao tập huấn kiến thức sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển của mình. Công ty chúng tôi hàng năm thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên của công ty, tập huấn từ an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn phòng cháy chữa cháy và khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, không bị bệnh lây nhiễm hoặc những bệnh truyền nhiễm khác ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng thực phẩm của bữa ăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm đòi và mua những thực phẩm từ những công ty uy tín nhất như công ty CB, công ty Green, những công ty hợp tác xã hoặc rau sạch. Tình hình trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong 4 ngày nghỉ lễ năm nay tại tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, số vụ việc đều giảm so với những năm trước. Một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách va vào xe máy khiến một người bị thương nặng. Các lực lượng chức năng tổ chức 180 ca tuần tra kiểm soát và đã phát hiện, lập biên bản xử lý 445 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng, giữ 215 phương tiện, tước giấy phép lái xe 112 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn 163 trường hợp, vi phạm tốc độ 82 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực có lưu thông tăng cao. Về trật tự an toàn xã hội, xảy ra 2 vụ, 4 đối tượng, giảm 1 vụ so với năm ngoái. Cụ thể, xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, 3 đối tượng, thiệt hại 1,5 triệu đồng. 1 vụ cướp giật tài sản, 1 đối tượng, thiệt hại 14,5 triệu đồng. Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, phát hiện bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng cho vay nặng lãi. Sáng nay tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Tòa án Nhân dân huyện Văn Giang đã xét xử sơ thẩm công khai, lưu động 2 vụ án hình sự xảy ra đầu năm nay. Vụ án thứ nhất tại xã Nghĩa Trụ, Lù Xeo Đạt và Nguyễn Văn Đông đã nhiều lần bán chất ma túy cho Nguyễn Xuân Thành. Thành mang 5 gói heroin trên bán lại cho Lò Văn Tuân. Tuân mang số heroin trên
đi sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, Đạt còn cất giấu một lượng ma túy khác. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Đông Đạt Thành và Tuân từ 2 năm rưỡi đến hơn 8 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án thứ hai, tại xã Nghĩa Trụ, Hoàng Ngọc Anh có hành vi bán trái phép 2 tép ma túy loại heroin với số tiền 200.000 đồng. Trương Văn Phong cũng cất giấu trên người 0,801 gam ma túy loại heroin, mục đích bán cho người khác kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Anh và Phong từ 2 năm rưỡi đến 2 năm 9 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.